Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 4, bộ sách Cánh Diều của trang web lời giải hay.com. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 13, viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Hệ đếm thập phân gắn với một máy tính tự nhiên mà con người có sẵn, đó chính là 10 ngón tay. Rồi chúng mình sẽ cùng với cô đi tìm hiểu lý thuyết trong bài học ngày hôm nay nào. Một nhỏ, hệ thập phân. Trong hệ thập phân thì cứ 10 đơn vị ở một hàng sẽ hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó. Cô lấy ví dụ, 10 đơn vị sẽ bằng 1 chục, 10 chục bằng 100, 10 trăm bằng 1000 và vân vân. Tiếp đến là phần 2 nhỏ, viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Với 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thì chúng mình có thể viết được mọi số tự nhiên. Và ở mỗi hàng thì chỉ có thể viết được một chữ số. Giá trị của mỗi chữ số sẽ phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. Cô lấy ví dụ này, số 888 thì có 3 chữ số 8, đúng không nhỉ? Kể từ phải sang trái, mỗi chữ số 8 lần lượt nhận giá trị là 8, 80, 800. Viết số tự nhiên với các đặc điểm trên thì chúng ta sẽ được gọi là viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Đúng chưa ạ? Rồi cuối cùng là phần 3 nhỏ nào. So sánh các số tự nhiên. So sánh hai số tự nhiên là việc xác định xem là số nào lớn hơn, số nào bé hơn hoặc bằng nhau. Để so sánh hai số tự nhiên, ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau. Cách thứ nhất là con dựa vào vị trí của các số trong dãy số tự nhiên. Số nào được đếm trước thì sẽ bé hơn. Cách thứ hai là con dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số mà chúng mình đã được học ở trong bài số 9. Đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi vào bài tập ngày hôm nay. Bài số 1. Ý A nhỏ yêu cầu con hãy đọc các số sau. Chúng mình sẽ cùng cô thực hiện đọc 5 số trong sách nào. Số đầu tiên là 651. Đúng chưa ạ? Số tiếp theo nào. 5064. Rồi cô có số thứ 3, 800.310. Số thứ 4, chúng mình sẽ đọc cho cô theo từng lớp nhé. Đầu tiên cô có 9 triệu này. Tiếp tục 106.000. Và cuối cùng là 783. Rồi số cuối cùng nào. 573 triệu. Tám trăm mười một nghìn. 811.000. Rồi đó là ý A. Con chuyển cho cô sang ý B nào. Ý B đề bài yêu cầu con thực hiện viết các số sau. Cô có số đầu tiên là 24.516. Chúng ta sẽ thực hiện viết cho cô số đầu tiên nào. 24.516. Đúng chưa nhỉ? Tiếp tục 307.421. 307.000 này, 421. Số thứ ba nào. 1.250.017. 1.250.017. Số cuối cùng là 15.040.008. Cô xin lỗi, 608. 15.040.608. Đúng chưa nhỉ? Rồi con chuyển cho cô sang bài tập số 2 nào. Bài số 2. Đề bài yêu cầu con là thực hiện viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu. Ở đây cô có ví dụ này. 10.837 sẽ bằng 10.000 cộng 800 cộng 30 và cộng với 7. Được chưa ạ? Rồi cô có số đầu tiên là 265.175. Cô viết lên đây nhé. 265.175 thì sẽ bằng 200.000 này. Đúng chưa? Tiếp tục con cộng với 60.000. 5.000 100 70 và cuối cùng là cộng với 5. Được chưa ạ? Rồi tiếp tục cô có số thứ hai nào. 1.050.694 sẽ bằng 1.000 cộng với 50.000 tiếp tục cô cộng với 600 cộng 90 và cuối cùng là cộng với 4 đơn vị. Được chưa nào? Tương tự như vậy số thứ 3. 321.126 sẽ bằng 300.000 cộng 20.000 cộng 1.000 cộng 100 cộng 20 và cuối cùng là cộng 6. Rồi, cô có số cuối cùng nào. 57.605. Bằng 50.000 cộng 7.000 cộng 600. Và cuối cùng là con chỉ cần cộng thêm 5 đơn vị nữa là xong. Đúng chưa nào? Rồi, đó là bài tập số 2. Chúng mình cùng với cô chuyển sang bài tập số 3 nào. Bài tập số 3 yêu cầu con hãy điền số tích hợp vào các ô trống còn thiếu này. Bảng của cô thì sẽ bao gồm 3 cột. Cột thứ nhất là số liền trước, cột thứ hai là số đã cho và cột cuối cùng là số liền sau. Ở đây thì đề bài đã cho con các số đã cho, đúng không? Cho các số ban đầu này. Nhiệm vụ của chúng mình là phải tìm cho cô số liền trước và số liền sau. Số liền trước thì sẽ kém số đã cho một đơn vị và số liền sau thì sẽ hơn số đã cho một đơn vị. Đấy chưa nào? Rồi, chúng mình sẽ cùng với cô thực hiện bài tập số 3 nào. Số đã cho là 99, cô có số liền trước là 98 và số liền sau sẽ là 100. Số đã cho là 1.270, cô có số liền trước là 1.269. Và số liền sau là 1.271. Tiếp tục, số đã cho là 8.010. Số liền trước cô có là 8.009. Mình trừ đi một đơn vị, đúng nào? Và số liền sau là 8.011. Số đã cho là 2.068. Khi đó số liền trước của cô là 2067. Và số liền sau là 2069. Cuối cùng số đã cho là 14.050. Còn bớt đi một đơn vị thì chúng ta sẽ có số liền trước là 14.049. Và khi chúng ta thêm một đơn vị thì chúng ta sẽ có số liền sau là 14.051. Được chưa nhỉ? Rồi, cuối cùng là chúng mình sẽ chuyển cho cô sang bài tập số 4 nào. Bài số 4 này, khoảng cách từ trái đất, sao Kim, sao Thủy, sao Hỏa đến mặt trời được biểu thị trong bảng bên. Con hãy sắp xếp khoảng cách từ các hành tinh trên đến mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất. À, có nghĩa là từ khoảng cách ngắn nhất cho đến khoảng cách dài nhất, đúng chưa ạ? Vậy là chúng mình cần phải so sánh cho cô 4 số này. Bảng của cô thì bao gồm 2 cột này. Cột thứ nhất là các hành tinh và cột thứ hai là khoảng cách đến mặt trời tính theo đơn vị km. Rồi, đầu tiên là con sẽ thực hiện so sánh cho cô 4 số này. Trước hết là cô có 57.910.000 là số bé nhất. Đúng chưa nào? Nhỏ hơn 108 triệu. Nhỏ hơn 149.600.000. Và cuối cùng số lớn nhất ở đây cô có là 227.700.000. Đúng chưa nhỉ? Khi đó chúng mình sẽ đối chiếu sang xem đó là những hành tinh nào chúng ta sắp xếp nhé. Rồi, khoảng cách từ các hành tinh đến mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất đó là Đầu tiên sẽ là sao Thủy. Tiếp đến là sao Kim. Sau sao Kim thì chúng mình sẽ có Trái Đất. Và cuối cùng xa nhất ở đây thì chính là sao Hỏa. Được chưa nhỉ? Như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện xong bài tập số 4. Và đây cũng là bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con.